Ok, sau khi bạn sang trận đã bị disconnect từ trận hôm trước thì cái trận hay vãi đái đấy phải bị bỏ dở, nhưng không sao, chúng ta làm lại một cái trận hay không kém đúng không anh Long Đen? Ok, chính xác của anh K15 đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trong 3 giây nè. Bắt đầu hành sim. Ok, hãy có một cái trận đấu nó thật sự là mãn nhãn ạ. Đó, ba. Anh Sàng đánh đi. Anh Long đánh đi. Trời ơi, anh Sàng đánh đi. Đùa thôi, đéo có rồi. Còn đéo đâu mà lại cầm. Tao không đùa đâu. Anh Sàng đánh đi. Cho bố mày chơi. Anh Sàng đánh đi. Anh Long đánh đi. Trời ơi, anh Long đéo được đánh rồi. À đù, anh Sàng đánh đi. Không, cho ai tí tình thế lật ngược ngay không mà. Anh đi. À đù. Mày cứ dí tao đi, tí tao có con 7 thì nó cũng thành bài bài đó. Anh Sàng đánh đi. Cái này. Anh Bảo Hoàng đánh đi. Cho ta chơi game. Ấn độ. Mày đánh tiến lên được hợp với thằng lúc. Nó còn con gì ấy Phan Hoàng ấy? Nó còn một con trai giáp. Lầu đánh đi hả? Anh Hàng đánh đi. Mày. Đây à, thằng này hết xanh rồi à? Ừ, tao hết xanh rồi mẹ. Cái anh Long đánh đi. Không được rồi. Còn phải Sang ơi, mày chết rồi Sang ơi, bài tao nhiều hàng lắm. Bây giờ tao đưa mày về Hà Lẽ rồi, tao cho mày đi rồi đấy. Nhưng mà tao bảo mày. Nó là màu xanh lá cây, con đổi chiều màu xanh lá cây. Thằng Bảo Hoàng nó biết điều gì đã xảy ra với nó mà. Anh Hàng đánh đi. Ôi, nó không hụt đồ kìa. À, con chó này. Này, không hụt đồ. Quên đấy. Anh Hàng đánh tiếp đi. Uno. Đi Hàng. Thôi, có Hàng tao bốc rồi. Cẩn thận nó còn vàng ấy. Anh Hàng đánh đi. À được. Năm. Năm. Năm năm. Năm năm. Cái. Tôi xong rồi. Tao còn Hàng nóng mày. Tao bắt buộc tao phải đánh rồi. Wow, bốc về nàng ơi. Ok, tiếp tục quay vào đoạn này. Không, tiếp cái đi. Anh Hàng đánh đi. Chịt. Anh Hàng đánh đi. Tao không biết tại sao nhưng mà em sao đẹp quá. Cảm ơn Bảo Hoàng nhé. Mày biết cái đời tao. Nó gì có. Mày dồn tao làm gì? Không, tao dồn nó Phan Hoàng mày ngủ. Không, sao đây tao xin mày. Mày xin tao như nào? Em xin anh sợ. Mày xin tao à? Tao cho mày xin đấy, mày xin. Tao không có gì cho mày xin kìa. Tao nhớ một mối thù mày đến hết đời. Ê, tao tạo cơ hội cho mày trả thù mày. Được. Mày chết rồi sao? Xem ấy. Sao mày? Xin nhá. Giết Bảo Hoàng cho mày. Đúng rồi, giết Bảo Hoàng ấy. Giết Long Đen thôi mày. Giết Long Đen mày. Turn green. Màu sắc có quan trọng không? Bảo Hoàng, em thích màu gì Bảo Hoàng ấy? Tao thích màu xanh lá cây. Ok. Ôi, nó cho thật kìa, mẹ tao đều nó xanh lá cây. Mày ai bắt mày đồn nhúng tao. Tao cảm ơn Long Đen cho tao xanh lá cây ơi. Xanh lá cây ơi. Giết ra mẹ. Giết nó khó lắm. Đổi chiều cái tao giết nó cho. Đổi chiều ơi, được. Khoan, từ từ. Nó không hoạt động như thế.
Tao giết nó kiểu gì ấy? Nhưng mà tao tưởng đổi chiêu, mày đổi mẫu ấy. Nó không những giết nó còn báo tạo mẹ. Được chưa? Tao đang không nên chơi lượt nó. Tao còn lẽ đổi màu mà, tao về cái đéo được. Đây đây đây. Hợp lý hợp lý. Giữ sạch nước biển nhá, làm ơn đấy. Đổi đỏ. Đổi đỏ. Đỏ không? Vàng 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 vàng. Màu đỏ à, bảo hoàng. Ăn đu. Thôi. Uno. Để màu đỏ ấy vào đây, để màu đỏ đây, để màu đỏ đây. Đấy, bây giờ mày xử lý nó đi. Mày làm gì Phan Hoàng? Làm gì? Được. Ai cho mày? Chạy. Cuộc vui dài lắm. Chạy đâu con trâu? Chúng mày có biết ở Việt Nam mình có một cái bánh gọi là bánh ít không? À thế á? Bánh ít á? Tao không có bánh ít rồi. Thằng Phan Hoàng nhiều đồ chơi quá. Sao tao lại làm như vậy nhỉ? Cho lóc đen về à? Ngố này. Thôi mày đánh nè, mày đánh đâu. Anh em rượu dài, rượu dài. 24 sinh ra cây. Được, được, được. Để mà bốc rồi. Cái tái xe này. Ngon. Mấy con gì? Bảo mày con gì ấy? Đừng nói cậu ơi. Mày không nhớ gì hết, mày không nhớ gì hết. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Tao ước mày không bao giờ gọi là hạnh phúc trong cuộc đời lâu. Lên. Còn tao thì yêu mày Giang ạ. Cộng lên, cầm lên. Trứng hả? Trứng... trứng trái bò à? Hai. Hello. Được, để tao ngăn nó rồi đấy. Nó tự ngăn nó thôi. Hai. 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 Mày làm đéo rồi. Mẹ đổi chốt. Thằng Bảo Hoàng có số 7. Tao có con mẹ. Tao Phan Hoàng tao màu vàng thôi. Còn nước đái mày vàng đấy. Ừ, tao tưởng thế là bình thường. Không, vàng quá là có vấn đề về thận đấy. 36 săn dương, 36 săn dương. Mày làm vậy là mày lợn Bảo Hoàng, đéo hiểu luôn đấy. Ngon. Ngon, trò chơi chưa kết thúc được đâu. Mọi ngày tao giấu hàng. Ba sáu xanh dương. Ê mày đổi qua xanh dương bảo mày tao tặng quà đó mày ơi. Từ tao đéo mày. Đừng 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 xanh dương. Tao tặng mày này được. Đúng rồi mày mày tặng để, tao để đấy. Để mày tặng Phan Hoàng cái đấy. Tao ước con chúng mày xong này để ra không có lô đít. Hai con màu vàng, hai con màu vàng. Ok, hai con màu vàng, hiểu. Cộng hai với cả đổi hướng. Hai con màu này. Vàng đúng không? Xong có cả cộng hai á. Mày giết con vàng rồi. Xong bây giờ nó thành màu vàng. Không, chúng mày làm thế là chết tao. Bây giờ chúng mày lại giết tao. Con sao tao lại thằng quỷ dinh. Ăn quả nhớ kẻ trồng rau. Lâu đen. Tao nhiều quá. Mày không để tao đổi chiêu. Anh rút phát được luôn kìa. Mày đấy. Ê mày hay. Ê mày đánh đây. Tình lông đen này. Nó đéo khó. Mày đánh tiếp mày sao. Chóng đen mày cho tao vào như này 3 lần nữa. Đây tao lại 3 lần tao rút 1 lá luôn. Tao lại rút 1 lá kìa. Tại sao lại xanh lá, thằng sang có xanh lá ấy, đúng không? Mày vẽ đường cho nó chạy à? Tao vẽ đường cho mày chết con ạ. Cái thằng lợn lông đen này nhá. Lại là một lần nữa ta lại bốc một lẻ được luôn đấy. À mày không mày. Cái gì cơ? Tao cho mày cười không Phan Hoàng? Anh Giang sang bình tĩnh. Tao cho mày cười chưa? Tao nghe rõ ràng là mày cười. Mic tao đều mày. Ok. Mày thương tao thì mày đừng được, cảm ơn rồi. Bạn mày gọi tao.
Sao tao cho mày cười à? Tao cho mày cười à? Tao cho mày cười chưa? Bố mày nhớ mối dù này. Ăn quả nhớ kẻ trồng rau không ạ? Lần đéo nào có lại đỏ ấy nhỉ? Không. Đây, ok, cảm ơn nhá. Lên. Ăn đi. Phải, mày đéo sang đây nhá. Sang người ta cho mày đánh. Mẹ. Trả đây. Bắn tiếp một sang lá cây đi bảo anh ơi. Thằng Long đen phải bốc, yên tâm, nó phải bốc. Việc đéo tao phải bốc. Thôi tao lấy bài phân hoàng. Mày lấy ra tâm gì ăn. Xong bây giờ tao phân hoàng phải bốc. Được. Đấy, ta lại quay về cái thế. Vai với thấp nhất. Thế là thế nào? Tao không biết tâm gì. Cái, mấy cái đứa có lá 7 đéo phải là may 100%. Nó là cả gánh nặng ấy. Mày em tâm nhiều bài nhất mà. Đánh nghìn lần. Không đánh đâu, anh đánh đi. Bố mày. Tao phải đánh nghìn vào hồi. Không đánh đâu, tao đánh. Mẹ em. Nó sẽ không bao giờ kết thúc. Ai mà cười á? Đổi ra xanh nước biển ấy. Xanh nước biển là vào ha. Mày mù màu à? Nguồn. Ở trong văn hoàn còn năm. Còn một sẵn lá cây, một sẵn biển. Nó Uno rồi đấy. À đủ, đéo ổn rồi. Yeah. Mày nhắc nó Uno làm đéo rồi, nhớ là quyền ấn nào. Còn con hai, còn con hai màu màu vàng, còn con hai màu vàng. Nó về rồi, chịu rồi, đéo còn một cắt nào khác luôn. Hết cắt rồi. Behold! It's time to